Hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, trung tâm mua bán xe đa hoạt sử dụng và em là Đức Hưng. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với anh chị hai mẫu Honda HRV rồi về showroom em luôn. Đây, chúng ta cùng xem xe. Honda HRV phiên bản G sản xuất 2019 nha quý anh chị. Xe có màu bạc và mày kiểm soát là biển Bình Thuận nha. Xe vừa về luôn, bên em đang chụp hình ha. Xe thì cũng chưa dọn dẹp vậy quý anh chị. Em quay mộc cho quý vị cùng xem luôn nha, cho nó được khách quan nha quý anh chị. Đây, xe ô tô được 5 vạn km rồi mà còn rất là đẹp nha quý anh chị. Thì 4 vỏ hiện tại vẫn là còn zin theo xe nha. Đây, một dòng quanh xe đi quý vị ha, một dòng quanh xe. Đây quanh xe thêm khổng quan nha. Đây là anh chụp hình bên mình nè. Đấy, xe về sẽ bên mình sẽ được chụp ha, chụp đưa lên để anh em cùng bán. Đấy, xe vừa về quý anh chị chưa có dọn dẹp nữa nha. Còn rất là bụi bặm ha, chưa có đánh bát, chưa dọn gì hết nè, bánh xe còn rất là dơ đây, để cùng xem đây. Vừa về là chụp ngay luôn nha. Đấy, rất là đẹp, chiếc xe rất là đẹp quý anh chị. Thì xe này là nhập Thái Lan nha quý anh chị, thì mẫu này là bản 5 chỗ ha, nó thay thế cho phiên bản CRV 5 chỗ ha. Thì rồi anh photographer chụp xong rồi nha quý anh chị, giờ mình cùng tham quan nha. Đây em đi vào ha, chi tiết của chiếc xe của anh chị. Thì xe được trang bị là đèn full led nha quý anh chị, là full led luôn nha, có cũng là led và pha cũng là led luôn. Đấy, led ha, nhìn không thấy bóng. Có led ngày định vị ha, và đây là đèn xi nhan của nó nha quý anh chị. Ga lăng thì được mạ chrome ha, rất là đẹp, sáng bóng luôn. Đấy, rất là ngầu nha, nhìn rất là thể thao luôn. Đèn bi gầm thì chủ xe lên bi gầm mà quý anh chị, thì đi rất là sáng sủa nha. Đèn theo cái đầu rất là ngầu nha, rất là thể thao. Mà giá hiện tại con xe rất là mềm nha quý anh chị. La răng hợp kim nhôm, sơn phay tĩnh điện nha. Kích thước là 17 inch và đây là led trên xe, bánh trên theo xe quý anh chị. Đấy, 2019 luôn. Mo nói ba đời shop nè, cũng ok liền lạc ha. Xe cưng tương đối là đẹp, nói chung là cũng được. Ha, chưa dọn rửa nha quý anh chị. Xe vậy 5 vạn vậy là rất là đẹp quá quý anh chị. Thì bên em sẽ khi giao xe thì sẽ có dọn rửa, đánh bóng, kiểm tra máy móc quý anh chị ha. Đây là gầm của xe này quý anh chị. Đấy. Gầm bệ là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Đấy, em quay chi tiết cho mấy chị cùng xem nha. Gương chiếu hậu thì chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ nha. Tay nắm thì có tay nắm thông minh nè. Viền cửa sổ thì cũng được ốp inox nha. Đấy, rất là đẹp. Bên em là cam kết là xe là sùng chỉ nguyên zin nha, không cứng đụng, không ngập nước nha. Đây, quay cái dùm xem nè. Đấy, như đẹp nha. Cái này á, là chủ nội thất này là chủ bọc nha quý anh chị, tại zin của nó là nỉ. Thì chủ đã lên với da rồi nha, da hai màu ha, rất là đẹp ha, màu nâu đen kem ha, rất là đẹp. Cái này á, là mở cửa sau á, rất là thể thao, nằm phía trên nè. Đấy. Nội thất còn rất là mới nha quý anh chị. Đã bọc trần 5D và lót sàn 5D rồi nha. Rất là sạch sẽ và đẹp ha. Ba đà shop phía sau nè quý anh chị, cũng liên lạc nha. Rồi. Đèn hậu thì được trang bị đó là đèn led quý vị. Đèn led ha, đèn led định vị nè, và bóng halogen ha, báo xi nhan. Kính sau được trang bị là sấy kính và gạt mưa kính sau nha. Đấy, có camera lùi nha, còn cảm biến lùi là chủ nên cho quý anh chị, tại vì mẫu này thì nó không có cảm biến lùi. Rồi, cốp là khá là rộng luôn nha, cốp khá là rộng rãi luôn, vẫn còn bạc che nè. Đây, ốc cốp nè quý anh chị. Ha, bên em là cam kết là sùng chỉ nguyên zin nha, bao test hãng thoải mái nha quý anh chị. Xe này hiện tại là giá rất là mềm nha, rẻ hơn một con City bản RS lăn bánh nữa quý anh chị, mà đi con này sướng hơn nhiều, gầm cao nha, đời cũng khá là cao, 219. Đã lên loa sub rồi quý anh chị nha, nghe âm thanh hay lắm. Rồi động cơ 1.8 thì nó có tiêu hao nhiên liệu không thì đây ha quý anh chị ha, đây là công bố của hãng nha. Mấy quý anh chị thấy không, đây là chạy trong thành phố là chỉ có 8 lít 8 thôi nha. Đấy, hãng công bố thì mình cho lệch khoảng 1 lít đi, khoảng 10 lít ha. 9 lít 8, 10 lít chạy trong thành phố. Đấy. Đi xa xa xíu cho quý vị xem nè. Em đang quay ngoài trời nha, quay ngoài trời thì ánh sáng cực kỳ tốt nha. Nên những chi tiết nó hiện lên rất là rõ nha, quý anh chị cứ xem thoải mái. Rồi quý anh chị nào mà ở xa thì có thể đặt cọc thoải mái nha, bên em thì giao xe tận nơi cho quý anh chị test thoải mái luôn. Ok thì lấy xe, không thì nếu mà xe không đúng tả thì bên em không mất đồng nào hết nha. Đấy, bên em trả lại đủ tiền luôn. Đấy. À còn bánh sơ cua, đúng rồi, nãy em quên bánh sơ cua. Bánh sơ cua xe này cũng còn rất là mới luôn vậy. Đăng bánh rồi nhưng mà cực kỳ mới, chắc 1-2 lần. Sơ cua nó nằm ở dưới nha. Con này nó thiết kế sơ cua nằm dưới đây. Như vậy ha. Đăng bánh rồi nhưng mà nó còn luôn cái đường nè. Đấy là lăn ít thôi. Đấy, chạy qua sơ qua cái thôi. Đã lót đã làm chống ồn luôn quý anh chị. Chống ồn lại xịn nha. Đấy, bông gòn đều đủ nè. Đây rất là kỹ luôn. Bên ghế phụ cũng có tay nắm thông minh nha. Đây khớp cửa còn nè quý anh chị. Đấy chưa? Đầy đủ nha. Ghế da còn rất là mới luôn. Cái này bên em dọn, mình cho dọn lại chà rửa lại là da mới như mới nha quý anh chị nha. Rất là đẹp luôn, xe này cực kỳ đẹp. Mình làm trong nghề xe thì mình biết mà quý vị, xe qua sử dụng mà nhiều anh chị chưa biết, nhìn thấy nó hơi cũ mà ra là xe nó rất là mới, dọn lên là đẹp ngay. Rồi đăng kiểm thì đến tháng 8 2012 mới đăng kiểm lại nha quý vị. Cùng qua ghế tài nha. Đây ghế tài, cửa là quý vị, cửa của tài ha, đóng mở nhiều nhất nha. Đấy, mở đầu dừng đó nha. Còn cái độ kích thích vẫn còn rất là tốt ha. Ô tô ha, cửa tài là ô tô nè, có chỉnh gương nha. Rồi ghế da này, ghế tài nè, ghế ngồi nhiều nhất nha, ghế ngồi rất là đẹp luôn. Đây rồi bên đây thì sẽ có là chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu và cân bằng tắt mở cân bằng điện tử nha quý anh chị. Giờ mình cùng lên xe nha. Trời mát quá, nổ mát nãy giờ quý anh chị, điều hòa lạnh buốt luôn. Đây vô lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển nha quý anh chị, có lệ số vô lăng nè. Ô đô của xe của chúng ta là 52.000 ha, 900 km coi như là 53.000 km đi. Không có đèn ô tô ha, mua theo ô tô gì hết. Chứ bản L full thì có thôi, bản G này nó không có. Có lệ số vô lăng ha, xe này phong cách là thể thao nha, mình phải có lệ số vô lăng này, chạy thể thao, chạy bán tự động nha. Nút nghe thoại rảnh tay ha, và cruise control ga tự động nè, tăng giảm âm lượng nè. Đấy. Rồi sườn sùi gia cốc là còn nguyên viên này quý anh chị. Thấy không? Rất là đẹp nha. Cái này xe này tụi em chỉ cần là dọn đánh bóng lại, dọn thất lại là cực kỳ đẹp luôn quý anh chị nha. Gương chiếu hậu, chống chói điện, chống chói cơ, loại chống chói cơ. Rồi, đây là màn hình ha, màn hình thì LCD kết nối Bluetooth với theo xe của hãng ha. Nhưng màn hình thì đa số là quý anh chị nào mà đi dòng Honda sẽ biết cái màn hình này ha. Rồi điều hòa thì sẽ điều hòa cảm ứng ha, auto ha. Cùng giống như mẫu Honda City Top ha, hai vùng độc lập ấy, một vùng thôi, một vùng nha, có chế độ ô tô nè. Đấy, đề nổ Start Top ha, chìa khóa đây. Ok, phai mờ theo năm tháng, da ha, lột da chắc là mới lắm. Rồi củ số, củ số là bên diện sườn sùi gia cốc còn nha. Đây những cái chỗ này thì không thể nào làm lại được bên gì ha, xài nhiều thì nó sẽ mòn đi ha, rất là đẹp. Có phanh, chế độ chạy nữa quý vị, D là chạy ha, S là chạy bán tự động, là chạy lẫy số vô lăng nha quý vị. Có phanh tay điện tử nè, phanh tay điện tử và rack hold là hỗ trợ giữ thắng khi dừng đèn đỏ nha. Đấy, đây chỗ để nước nè, đây là chỗ kệ tay nha, nó chịu tới được này quý vị, để mình kệ tay. Đây cũng có cái tủ nhỏ nữa. Rồi là súp đây, chỗ chỉnh là súp nè, quý vị. Và hiện tại xe này thì có trang bị là cân bằng điện tử nè, phanh ABS nè, túi khí thì có 2 túi khí ha. Ok, và bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha quý anh chị. Ok, và đây là khoang máy của chúng ta nha quý anh chị. Xe được trang bị là động cơ là 1.8 ha, hộp số là CVT nha. Bên em thì cam kết là xe không cứng đụng, không ngập nước nha. Sườn chỉ là nguyên zin nè. Còn tem bảo hành của lúc trước chủ mua ha. Chủ mua này ở trước cũng Ô tô Việt Hàn ha. Thì bây giờ thì bên em mua lại của chủ nè. Đấy, cam kết là xe cùng này. Xe là nguyên zin đó anh chị. Ô tô Việt Hàn là một hãng của bán xe cũ của Hyundai ha, Hyundai Việt Hàn ha, cũng rất là uy tín nè quý chị. Thành ra là xe là có nguồn gốc rõ ràng hết nha. Đấy, tem còn luôn nè quý anh chị. Những cái chỗ dập này là còn nguyên zin hết nha. Ốc máy, ốc chân máy này. Bên em là cam kết là xe không cứng đụng, không ngập nước nha. Bao test hãng toàn quốc nha quý anh chị. Bao test hãng toàn quốc luôn. Đây, đây dán chống ồn nè quý anh chị, thấy ai không? Chống ồn hốc bánh nè. Đấy, chủ xe rất là kỹ nha. Rồi, thì xe bán ra bên em sẽ bảo hành động cơ số cho quý anh chị là 6 tháng hoặc 10.000 km nha. Và có tặng bảo dưỡng luôn, bảo dưỡng trước khi giao xe và tặng thêm một lần thay nhớt lúc 5.000 km nữa. Ok, và hiện tại bên em đang chào bán con xe này với giá rất là mềm với anh chị, chỉ có 655 triệu thôi nha. 655 triệu rẻ hơn Honda City rẻ lăn bánh mới nha. Mà mình được phiên bản là cái xe gầm cao 5 chỗ anh chị, mà cực kỳ đẹp luôn, phân khúc cao hơn nữa. Và đời cũng khá là cao, đời 2019 nhập Thái Lan luôn nha. Rất là đẹp. Xe có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá nha quý anh chị. Quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về xe hoặc về ngân hàng thì liên hệ số điện thoại là 0938 773 554 em Hưng để được hỗ trợ tư vấn. Nếu anh chị thấy hay hoặc hữu ích xin để lại cho em một like, một share và một comment ha. Quý anh chị có đánh giá hoặc là có cần tìm dòng xe nào thì để lại comment bên dưới cho em, để cái gì em sẽ hỗ trợ trực tiếp ha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị đã theo dõi video.